Xin kính chào quý vị. Bây giờ là thời gian của An ninh cận cảnh, bản tin cập nhật tin tức an ninh trật tự, an toàn xã hội lên sóng hàng ngày trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Phương Thanh sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin hôm nay. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tân Hưng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép. Trong đó, Lâm Thị Diệu, 47 tuổi, thường trú xã Hưng Thạnh, bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc trái phép. 14 bị can còn lại bị khởi tố tội đánh bạc trái phép. Ngoài các đối tượng quê ở huyện Tân Hưng của tỉnh Long An, còn có 2 đối tượng quê ở Tiền Giang và Bình Phước. Các bị can có tuổi trẻ nhất là 27 tuổi và lớn nhất là 75 tuổi. Trước đó, chiều ngày 2 tháng 10, Công an huyện Tân Hưng bắt quả tang 8 đối tượng tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền tại quán nước giải khát của bà Lâm Thị Diệu. Qua tiến hành xác minh, điều tra đã xác định có thêm 6 đối tượng khác. Cơ quan công an đã tiến hành thu giữ số tiền 7 860 000 đồng trên chiếu bạc, 13 900 000 đồng trên người các đối tượng và một số dụng cụ để đánh bạc. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bắt bị can để tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại trường Hoàng Thu Phố 1, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Trước đó, chiều ngày 22 tháng 10, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp cùng Công an huyện Bắc Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Ngọc Hà, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại thôn La Lan, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, là nguyên hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, để điều tra về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn trước khi thực hiện. Qua tài liệu thu thập được, bước đầu xác định từ năm 2022 đến năm 2023, Hà đã chỉ đạo rút kinh phí chính sách hỗ trợ cho học sinh số tiền 765 triệu 264 ngàn đồng theo Nghị định 116 ngày 18 tháng 7 2016 của Chính phủ quy định. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai xác định trong tổng số tiền nêu trên, Trần Ngọc Hà đã chi sai và chiếm đoạt 52 triệu 538 ngàn 200 đồng. Cùng ngày, cơ quan này đã tiến hành khám xét nơi ở của bị can Trần Ngọc Hà. Sau hơn một tuần xét xử sơ thẩm và nghị án, sáng qua 23 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã tuyên phạt 61 bị cáo trong đường dây mua bán làm giả hơn 1.000 bằng tốt nghiệp, chứng chỉ ngoại ngữ giả của các trường đại học ở An Giang về các tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Trong đó, 53 bị cáo nhận mức án từ 6 tháng tù treo đến 4 năm 3 tháng tù giam. Bị cáo Phan Văn Đức, sinh năm 1996, ngụ xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, là đối tượng cầm đầu bị tuyên phạt 4 năm 3 tháng tù giam về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. 49 bị cáo khác nhận mức án từ 6 tháng đến 2 năm tù treo. 8 bị cáo khác bị phạt 30 triệu đồng một người nộp vào ngân sách nhà nước. Theo cáo trạng, đầu năm 2018, khi đang học tại trường Cao đẳng nghề An Giang, Phan Văn Đức, đại diện cho nhóm sinh viên cao đẳng nghề gồm 6 người, mua 6 chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B giả của Nguyễn Văn Cường với giá 4,5 triệu đồng để đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp. Sau đó, Đức được Cường trả công 300.000 đồng. Từ đây, Đức phát hiện nhiều sinh viên có nhu cầu mua chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ AB và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản để đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Từ đó, Đức nảy sinh ý định nhận làm giả các tài liệu này để hưởng lợi. Với mức giá từ 1,5 triệu đồng đến 3,8 triệu đồng mỗi chứng chỉ, tùy thuộc vào loại và yêu cầu của người mua, từ năm 2018 đến tháng 3 2023, Đức cùng với 60 người khác đã làm 1.013 tài liệu giả của trường Đại học Cần Thơ. Tất cả đều được làm giả dưới tên các trường đại học lớn, với dấu mộc và thông tin giống như thật, khiến người mua khó có thể phát hiện ra mình đang sử dụng chứng chỉ giả. Thưa quý vị, sáng qua 23 tháng 10, chùa Phổ Quang, ngôi chùa có niên đại hơn 800 tuổi tại xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã bốc cháy dữ dội. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 10 giờ hôm qua trong khu tam bảo của chùa có diện tích khoảng 200 m², ngọn lửa bao trùm phần bàn ghế cột xà và một phần mái chùa. Lực lượng chữa cháy nhanh chóng triển khai khoanh vùng, phun nước khống chế cháy lan, di dời một số tài sản ra vị trí an toàn. Đến khoảng trưa qua, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Đây là ngôi chùa được xây dựng cách đây hàng trăm năm, hiện lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị, trong đó có một bảo vật quốc gia. Dù cháy không gây thiệt hại về người, nhưng chùa chính đã bị hư hỏng nặng. Hiện các cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, thống kê thiệt hại, đồng thời điều tra nguyên nhân hỏa hoạn. Ngày 23 tháng 10, sau các trận mưa lớn kéo dài những ngày qua, bãi tập kết rác thải của nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã chảy tràn như thác lũ, vùi lấp vườn cà phê của người dân. Ủy ban Nhân dân xã Xuân Trường đã làm việc với nhà máy và yêu cầu có phương án xử lý hiện trường, đồng thời tổ chức kiểm tra, bồi thường thiệt hại về nông nghiệp cho người dân địa phương. Tại hiện trường, bãi tập kết rác thải nằm trên đỉnh đồi cao. Sau nhiều ngày mưa kéo dài, đất đá và một lượng lớn rác thải đã bị sạt lở, vùi lấp hoàn toàn vườn cà phê dọc theo triền đồi bên dưới. Sau khi xảy ra sự cố, nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân Trường đã huy động 3 xe máy múc để gạt bớt rác thải chỗ vị trí bị sạt lở để hạn chế lượng rác tiếp tục đổ xuống vườn của người dân. Nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân Trường, công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường năng lượng xanh làm chủ đầu tư, đang hoạt động với 3 dây chuyền tách lọc, 3 lò đốt, công suất xử lý bình quân 350 tấn rác một ngày đêm cho thành phố Đà Lạt. Ngày 23 tháng 10, lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hủy nổ thành công quả bom từ trường nặng 240 kg ở gần khu vực cửa khẩu quốc tế La Lai. Trước đó, trong quá trình tuần tra, lực lượng dân quân cơ động xã An Ngo, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị đã phát hiện một quả bom nằm lộ thiên ở khu vực suối Khe Sai gần cửa khẩu quốc tế La Lai. Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cử lực lượng công binh lên khu vực biên giới để xử lý quả bom. Do không thể tháo gỡ hoặc di chuyển bom, lực lượng chức năng quyết định triển khai phương án hủy nổ tại chỗ. Do quả bom nằm sát với quốc lộ 15D nên quốc lộ này phải tạm dừng hoạt động. Người dân ở khu vực nguy hiểm cũng được sơ tán đến nơi an toàn. Công tác hủy nổ tại chỗ quả bom đã hoàn thành, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông đang tham mưu xây dựng dự thảo nghị định xử phạt hành chính, trong đó dự kiến tăng nặng mức xử phạt với các hành vi gây tai nạn giao thông, cố ý xâm phạm trật tự an toàn giao thông. Ví dụ, đối với ô tô, hành vi đi vào khu vực cấm, đường cấm, mức phạt cũ 2-3 triệu đồng, dự kiến mức phạt mới 4-6 triệu đồng. Hành vi điều khiển ô tô không gắn đủ biển số, che chắn biển số, gắn biển số giả, mức phạt cũ 4-6 triệu đồng, dự kiến mức phạt mới 48-52 triệu đồng. Hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện, mức phạt cũ từ 4-6 triệu đồng, dự kiến mức phạt mới 28-30 triệu đồng. Ngoài ra, theo đề xuất mới, lực lượng chức năng sẽ tịch thu phương tiện đối với hành vi tái phạm, lạng lách, đánh võng. Theo nhận định của lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông, những hành vi trên có nguy cơ rất cao gây ra tai nạn. Do vậy, mức xử phạt cần tăng nặng để tạo tính răn đe tương xứng. Thưa quý vị, một khu vực dân cư nằm lọt thỏm trong khu đô thị hiện đại của thành phố Đà Nẵng thuộc thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang vì vướng dự án và không được đầu tư hạ tầng nên hơn 10 năm qua, khu dân cư này với 17 hộ dân như bị lãng quên khỏi sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng. Mời quý vị cùng theo dõi phản ánh của phóng viên An ninh Cần Cảnh hôm nay. Đây là tuyến đường về nhà của 17 hộ dân thuộc tổ 4, thôn Trung Sơn, đất và nước đọng quanh năm. Còn đây là ngôi nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Em, nhà cấp 4 từng gạch mái tôn, đã hư hỏng nhiều năm. Từ năm 2012, gia đình bà vướng vào diện giải tỏa, nhưng đến nay dự án vẫn chưa thực hiện, khiến cuộc sống của gia đình gặp rất nhiều khó khăn. 2012 là coi như lồn nhòa lồn cửa là không cho lồn rồi, là két đất két đê cho cầu cũng không cho két luôn. Thì hầu như trừ kiểm định rồi, cái là coi như bỏ luôn, không nghĩ gì tới ở đây còn nước nâu lục lậu thì vô tới nhòa không có. Chỗ mà giờ chạy thì con nghĩ cho cua chứ trừ chạy đi đường mô. Cũng trong tình trạng tương tự, tất cả các ngôi nhà tại khu dân cư này đều đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Không những vậy, do nằm thấp trũng phía dưới và bị bao bọc bởi hạ tầng đô thị hiện đại, nên cả khu vực này như một ao chứa nước, mưa lớn sẽ gây ngập sâu và phải mất tới nhiều ngày thì nước mới thoát được. Mỗi lần mưa lớn thì nước vô nhà,
Thứ hai nữa là cũng bị lâu ngày rồi, nhà không sửa là dọc vô ướt nhà, đồ đạc ướt hết, rồi ngập lụt. Họ trên nữa họ khô rố, mình dưới đây là cứ bị ướt ngập hết. Nơi ở đây thì trừ họ làm đường cô lấy, thì dưới này sủng rào nước thì mưa ứ, không thể rút được tới, là vô nhờ đạp miết nữa thôi. Theo trưởng thôn Trung Sơn, dùng đất bị nhướng quy hoạch này có tổng 17 hộ dân, thuộc dự án dệt 50 mét đường Nguyễn Tất Thành nối dài. Thực trạng treo kéo dài nhiều năm này khiến cuộc sống các hộ dân tại đây gặp rất nhiều khó khăn và gây ảnh hưởng đến việc thực hiện bảo tồn di tích rừng Trung Sơn. 17 hộ này thì hầu như là cũng bị lãng quên đi, cho nên cuộc sống của người dân là gặp rất, rất khó khăn. Hơn nữa là bây giờ 17 hộ này lẫn nằm xung quanh cái rừng Trung Sơn. Bây giờ là chỉ là công nhận là và bảo tồn các di tích rừng Trung Sơn này, nhưng mà bây giờ là cấp đây nhé, là cũng có cần định là bây giờ cũng đang vướng 17 hộ. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang, nguyên nhân chậm giải tỏa dự án dệt 50 mét đường Nguyễn Tất Thành nói dài có phần do người dân chưa đồng ý các phương án bồi thường, trong đó có 7 hồ sơ nằm nhà trên đất nông nghiệp chưa có chính sách bố trí đất tái định cư, 5 trường hợp mong muốn được bố trí thêm đất tái định cư. Huyện Hòa Vang đã vận động di dời được 5 hộ, còn 12 hộ chưa đồng ý di dời, nên dự án đến nay vẫn còn chưa triển khai. Còn bây giờ là thông tin thời tiết ngày hôm nay tại một số tỉnh thành trong khu vực. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng An Ninh Cận Cảnh. Hẹn gặp lại quý vị lúc 11 giờ và 14 giờ 50 phút hàng ngày trên đài phát thanh và truyền hình Long An.